Thế lực mới TikTok Shop thả hơi nóng vào các anh lớn thương mại điện tử. Doanh thu tháng 11 bằng 80% Lazada, gấp 4 lần Tiki. Ngay từ khi mới ra mắt vào đầu năm 2022, TikTok Shop đã sớm thực hiện chiến lược đốt tiền, tung khuyến mãi để hút người dùng như cách Shopee và Lazada từng làm. Thị trường thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng bùng nổ trong giai đoạn 2020-2021, đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á và được các chuyên gia dự báo sẽ đạt quy mô khoảng 39 tỷ USD vào năm 2025. Trước năm 2022, cuộc tranh giành miếng bánh thương mại điện tử tại Việt Nam chủ yếu diễn ra giữa những cái tên quen thuộc là Shopee, Lazada, Tiki và Sen Đỏ. Theo thống kê của Metric, nền tảng số liệu e-commerce, tổng doanh thu trên 4 sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam là Shopee, Lazada, Tiki và Sen Đỏ ước đạt 135.000 tỷ đồng trong năm 2022, chưa ghi nhận số liệu chính thức của tháng 12. Đã có 566.000 nhà bán hàng phát sinh đơn hàng trên 4 sàn thương mại điện tử này với 1,3 tỷ đơn vị sản phẩm được bán ra. Tất cả số liệu tổng hợp đã được lọc bỏ đơn ảo và các sản phẩm quà tặng. Cũng theo Metric, Shopee hiện đang là sàn thương mại điện tử phổ biến nhất tại Việt Nam khi chiếm đến gần 73% tổng doanh thu 4 sàn, lũy kế 11 tháng tương đương đạt 91.000 tỷ đồng. Lazada đứng thứ 2, chiếm 20% với doanh thu 26.5 ngàn tỷ. Tiki chiếm 5% với 5.7 ngàn tỷ. Xếp cuối cùng là Sen Đỏ chiếm 1% với gần 1 ngàn tỷ đồng. Nếu như năm 2021, doanh thu thương mại điện tử tập trung chủ yếu vào các tháng cuối năm, thì sang năm 2022, doanh thu giữa các tháng trong năm có sự chênh lệch không nhiều và đạt tăng trưởng chung 18.4% so với năm 2021. Thống kê theo ngành hàng làm đẹp đạt doanh thu lớn nhất thị trường thương mại điện tử Việt Nam trong năm 2022 với gần 22 ngàn tỷ đồng, chiếm hơn 16.3% tổng doanh thu thị trường thương mại điện tử. Tiếp đến là thời trang nữ, nhà cửa, đời sống. Đây là top những ngành hàng thiết yếu có tốc độ tiêu dùng nhanh, nhu cầu phát sinh từ người tiêu dùng tại tất cả các thời điểm trong năm và sự đa dạng hàng hóa rất cao. Thống kê theo từng sàn, làm đẹp đang là ngành hàng đem lại doanh thu lớn nhất cho cả Shopee và Lazada. Trong khi đó, điện thoại và máy tính bảng lại là nhóm sản phẩm đóng góp nhiều nhất vào tỷ trọng doanh thu của Tiki, với Sen Đỏ là ngành hàng ô tô xe máy. Phân khúc giá rẻ từ 10.000 đến 50.000 đồng có số sản phẩm bán ra lớn nhất trên tất cả các sàn thương mại điện tử, chiếm 37% tổng số sản phẩm bán ra. Trong khi đó, các sản phẩm thuộc hai phân khúc giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng và từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đem lại doanh thu cao cho các nhà bán hàng khi chiếm tới 42.6% tổng số doanh thu trên các sàn thương mại điện tử. Đáng chú ý, đầu năm 2022, nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành thế lực đáng gờm, cạnh tranh trực tiếp với các đàn anh. Thống kê của Metric cho thấy, trong tháng 11 năm 2022, tổng doanh thu trên TikTok Shop đạt 1.686 tỷ đồng với 13 triệu sản phẩm được bán ra từ 32.000 nhà bán hàng. Metric nhận định mức doanh thu trong một tháng của TikTok Shop hiện tại đã tương đương với 80% doanh thu cùng kỳ của Lazada và gấp 4 lần doanh thu của Tiki. Trung bình mỗi ngày TikTok Shop đạt mức doanh thu 56,6 tỷ đồng và 434.000 sản phẩm được bán ra, giá trị trung bình của mỗi sản phẩm là 130.000 đồng. Đây là các con số ấn tượng mà những sàn thương mại điện tử khác phải mất nhiều năm mới xây dựng được. Tuy vậy, một chi tiết cần lưu ý là số liệu doanh thu của sàn TikTok bao gồm cả lượng đơn hàng bị hủy, trong khi các sàn còn lại đã được lọc bỏ đơn ảo và các sản phẩm quà tặng. Phân khúc 100.000 đến 200.000 đồng đem lại mức doanh thu cao nhất cho các nhà bán trên sàn TikTok Shop, chiếm 39% với 647 tỷ đồng trong một tháng. Tương tự Shopee hay Lazada, làm đẹp và thời trang cũng là các ngành hàng có thị phần doanh thu lớn nhất trên sàn TikTok. Trên thực tế, TikTok Shop theo đuổi mô hình shoppertainment là sự kết hợp của shopping, mua sắm và entertainment giải trí. Thay vì mua sắm đơn thuần hay xem quảng cáo và mua hàng, đây cũng là mô hình mà Shopee và Lazada đã tích cực đẩy mạnh trên nền tảng của mình vài năm qua. Đáng nói, ngay từ khi mới ra mắt năm 2022, TikTok Shop đã sớm thực hiện chiến lược đốt tiền, tung khuyến mãi để hút người dùng như cách Shopee và Lazada đã từng làm. Chưa kể, TikTok Shop có lợi thế rõ ràng trong việc tiếp cận người mua khi TikTok hiện thu hút 13 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng tại Việt Nam. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, cuộc chơi thương mại điện tử không đơn giản chỉ dừng lại ở vài cú click trên ứng dụng, đứng sau đó là cả một hệ thống công nghệ, logistics, phân bổ toàn quốc, điều mà các ông lớn Shopee, Lazada, Tiki đã dành cả chục năm và chi những khoản tiền khổng lồ để gây dựng.